Fucking hell. Rồi chúng ta có cái câu đó là when would you be? Chúng ta có would you á, chúng ta có thể đọc là would you. Would you. Would you. Hai âm này đọc đó, chúng ta đọc là âm giờ. Giờ giờ. Mình dùng cái âm giờ vậy đó. Giờ. Ở đây là would you. Would you. Would you. When would you? When would you? You chúng ta có thể đọc thành chữ giờ. Chà, would ya? When would ya? When would ya? When would ya be? When would ya be? Would chúng ta đọc giảm âm, chúng ta đọc còn ơ. Would ya? When would? Ủa giống như làm ơ nhẹ thôi. When would ya? When would ya? When would ya? When would you be? When would you be? When would you be? Available. Available. When would you be available to? When would you be available to? Sư mình đọc nhẹ là thành ơ. Thơ. 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 When would you be? When would you be available to view the property? When would you be available to view the property? Property, property. Property, property. Property. Đọc âm property. 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 When would you be available to view the property? When would you be available to view the property? Property. Property. View the property. To view the property. When would you? When would you be? When would you be available? When would you be available to view the property? Property. Khi nào ông rảnh để mà xem nhà. Property. The rent payable monthly in advance. In advance. The rent payable monthly in advance. In advance. In advance. Rồi advance, advance cũng được. A mà E nó cộng với M, N, N. Mình có thể đọc thành âm E. Chúng ta đọc cái phần từ hand, family, bank. Bank. Rồi cái từ thank. Chúng ta có thể đọc âm E hết. Hand, hand. Family. 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 Bank. 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 Thank. 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 Advanced, advanced. Advanced, advanced, advanced. In advance. In advance. Chúng ta nói là cảm ơn trước nha. Thanks in advance. Thank in advance. Trả trước. Pay in advance. Pay in advance. Rồi làm gì trước? Hãy nói cho tôi biết trước. Tell me in advance. Tell me in advance. Rồi hãy nói cho tôi biết khi mà bạn trước khi bạn tới, hoặc là nếu bạn tới. Tell me là call me in advance if you come. Tell me in advance if you come. Rồi is ở đây là có thể, is là is có thể đó. Payable được trả, có thể trả. The rent is payable được trả một cách như thế nào? Một cách là hàng tháng, monthly. Chúng ta có từ day là ngày, nhưng mà tính từ hoặc trạng từ của nó là daily. Chúng ta nói là làm mỗi ngày, mình nói là do daily. Đó là do, nếu mà do nó là động từ thì daily đây là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái từ do. Do như thế nào? Một cách là hàng ngày. Còn mình nói là cái công việc hàng ngày thì mình sử dụng tính từ cũng là daily luôn, mình nói là daily work. Công việc hàng ngày. Hàng tháng, tháng mình nói là month. Làm cái gì đó một cách hàng tháng, mình nói là kiểm tra hàng tháng. Check monthly. Check monthly.
Rồi mình nói đó là công việc hàng tháng hay là cái gì đó thuộc về hàng tháng, hợp đồng hàng tháng, tiền thuê hàng tháng. Ở đây chúng ta có tiền thuê là rent, monthly rent. Mình nói tiền thuê hàng tháng là hai, một là 1.000 đô, mình sẽ nói là cái nào mà nói chung chung, mà nói chung chung á thì mình phải có ờ, mà cái nào mà mình không biết rõ thì mình cứ dùng the. Chứ mình không có nói mà nó không có đầu không có đuôi thì nó không ổn, thì mình nói là the monthly rent. The monthly rent is 1.000 đô là $1,000. Right. One time. The monthly rent is $1,000. The monthly rent is $1,000. Rồi, mình nói là nó được trả hàng tháng. It is payable monthly. Trả trước hàng tháng, in advance. It is payable monthly in advance. It is the monthly available in advance. Payable Payable, it is monthly payable in advance. in There's a deposit of 1 month's rent. Chúng ta có từ rent là tiền thuê. 1 month's rent. Tiền thuê 1 tháng. Rồi chúng ta có of nè. Không dùng of thì dùng phải s. Nhiều cái of cũng được. Phải s ở chỗ này là cái tiền thuê của 1 tháng. A deposit là cái trả trước, đặt cọc. Trả trước, deposit đặt cọc, trả trước là tiền thuê 1 tháng. There's a deposit. Có một cái sự đặt cọc, có nghĩa là phải. There's a deposit of 1 month's rent. There's a deposit. There's a deposit of 1 month's rent. Mình nói là có ngôi nhà này cần một cái deposit of 1 month's rent. Mình nói là this house needs a deposit of 1 month's rent. This house a deposit of 1 month's rent. Rồi, mình thêm từ cần vô. Need this house need this house needs a deposit of 1 month's rent. This house need a deposit one month's house rent. Rồi mình nói là tiền thuê 1 tháng bao nhiêu? How much is 1 month's rent? How much of 1 month's rent? How much is 1 month's rent? How much is of 1 month's rent? Rồi cái ngôi nhà này cần tiền thuê 1 tháng trước. This house needs 1 month's This rent house. in advance. This house need 1 month's rent. of 1 month rent in advance. In advance. How soon would you be able to move in? Move in. Rồi, moving. là chuyển vào. Tôi chuyển vào hôm nay. I'm moving today. I'm moving today. Can I? Có thể không? Tôi có thể không? Can I? Can I? Sure you can. Sure là có thể, chắc chắn rồi. Sure you can. Ông có thể. Sure you can. Rồi, how soon would you be able to move in? How soon would you be able to move in? How soon would you be able to move in? It's not what I'm looking for. It's not what I'm looking for. Đó không phải là thứ tôi tìm kiếm. It's not what I'm looking for. Rồi mình có thể đáp lại là do you have any special needs? Ông có cần cái nhu cầu đặc biệt gì không? Do you have any special needs? Do you have any special need? Demands cũng được. Nhu cầu, cái yêu cầu. Do you have any special demands? Nếu mà người ta nói là đây không phải là điều tôi tìm kiếm thì khó đáp lại, thì mình nói là ông có cần có nhu cầu đặc biệt gì không? Do you have any special needs?
Meet my special demands. Do you have any special demands? Người ta nói là à, tôi cần một cái này như thế này, như thế kia, như thế này, như thế kia. À, tôi nghĩ là cái này nó tốt hơn nè. Rồi, ông ta nói là I like to make an offer. I like to make an offer. Từ offer nó rất là nhiều nghĩa. Ở đây có nghĩa là trả giá. Nghĩa thứ hai của nó là nó như là một động từ, mình nói là I offer cho ai cái gì đó. Tôi cấp cho ai đó cái gì đó. Tôi I offer him a job. Tôi cấp cho ông ta một công việc. Tôi giao một cái công việc cho ông ta là offer. Ví dụ là công ty offer tôi là cái gì đó, thứ gì đó. The company offers me a promotion, một cái sự thăng chức chẳng hạn. Còn ở đây make an offer là trả giá. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Rồi, chừng nào ông chuyển vô, how would you be able, how soon would you be able to move in? How How would soon you be? hoặc là when How cũng được. How soon, sớm như thế nào? How soon would you be available? How soon would you be available to move in? Move in, To move move in. in. Move in là chuyển vào, move in. Move Take in. it, will take it. We l thì mình đọc là will take it. Will take it. Will take it. For sale. Will take it for sale. Rao bán. For sale là rao bán, còn on sale là giảm giá. Hai cái cụm khác nhau, for sale là bán, để bán, for sale. Từ sale không, mình thường thường tiếng Việt, trong tiếng Việt nó là sale, sale, sale là giảm giá. À, còn nhưng mà dùng for sale là bán thôi, còn on sale mới là giảm giá, for sale là bán. Ví dụ this house is for sale là cái ngôi nhà thì được cho bán, được rao bán. This house is for sale. Is the house for sale? Ông kia muốn hỏi là ví dụ chẳng hạn ngôi nhà này đang bán hả? Is this house for sale? Is this house? Is this house for sale? Is this house for sale? Under offer. Under offer. Offer đây là trả giá. The house is under offer. The house is under offer. Ví dụ chẳng hạn như hỏi một người nào đó, đồng nghiệp hỏi cái này sao rồi? Đó là cái này đang được trả giá. The house is under offer. Under offer là trả giá hả? Trả giá. Thì mình nói là it's under offer. Chưa bán được chẳng hạn. They are negotiating. Họ đang thương lượng. Đến lúc một số cái cụm á, mình dịch không có dễ khi mà dịch trực tiếp. Ví dụ là chưa bán được chẳng hạn. Tiếng Trung nó dịch dễ. Là mai bủ tàu chẳng hạn. Là nó giống như tiếng Việt là chưa bán được. Nó dịch ra theo từng chữ đó là chưa bán được thì được. Còn tiếng Anh á, ví dụ như là chưa bán được. Có nghĩa là chưa bán được nghĩa là chưa bán thành công. Nhưng mà chuyển ra một cái ý nghĩa khác, có nghĩa là còn đang thương lượng. Còn đang thương lượng chứ là còn chưa bán được. Nó là it's still negotiating. He's still negotiating. It's still negotiating. Tiếng Anh nó giống như là nó phải bắt mình tư duy thêm một cái tầng nữa. Cho nên là lúc mình không 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 vô là như vậy đó. Có nghĩa là cái chỗ này cái ra cái kia, mình tại sao phải dịch không ra? Không ra là do cái phần mình dịch nó trực tiếp thì nó lại không ra. Còn tiếng Trung thì nó dịch trực tiếp thì nó ra, còn tiếng Anh phải 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 qua lại một tí xíu thì mới ra. Sold, ví dụ nó là the house is sold. Nhà đã bán rồi. The house is sold yesterday. The house was sold yesterday. The house was sold yesterday. Is the house sold? Nhà bán chưa? Is the house sold? Is the house sold? Yes, the house is sold. Yes, the yes, house the is house sold. Is... Yes, the house is sold. The house is reduced là hạ giá. Rồi, Reduced. cái giá thuê nó được hạ rồi. The rent is reduced this month. Tháng này giá thuê đã được hạ. This month the rent is reduced. This month the rent is reduced. New price.
Rồi, tôi sẽ offer cho anh một cái new price, một cái giá mới. I will offer you a new price. I will offer you a new price. Okay, được không? Offers around $250,000. Đang được trả giá. Offers around $205,000. $50,000. $250,000 là khoảng bao nhiêu triệu ta? 2.500 hả? Là khoảng hơn 5 tỷ chứ. Gần 5 tỷ. Hơn không? Hơn Ít 5 hơn. tỷ. Hơn. Offers in excess of. Hơn, chúng ta có cụm đó là more than. Hoặc là in excess of. In excess of. Excessive. Access. Offers in excess of $180,000. Offer in excess of 1,000, 118,000 dollars. 80,000 dollars. Rồi. Or nearest offer. 200.000 đô hoặc là mức trả gần nhất. Gần 200.000 đô nhất. Nên không biết đồng sao nữa. ONO. Or nearest offer. $200,000 near or nearest offer. $200,000. $200,000. $200,000. Or nearest offer. Or nearest offers. POA. Price on application. Price on application. Giá không niêm yết. Mấy cụm này chắc chị biết chứ. $280 per week. $280 per week. Giá thuê là 280 một tháng. Một tuần chứ. 280 đô một tuần. Thì mình sẽ nói là The rent is $218 per week. Ông phải trả trước hàng tuần. In advance. You have to pay in advance. You have to pay in advance per week. Rồi, $1,200 per calendar month. Mỗi tháng. Calendar month. Per calendar month. Per month. Calendar month. $1,200 per calendar month. $102,000 per calendar month. Rồi, cái tiền thuê nhà là 1.200 đô cho mỗi tháng. Nếu ông thuê 6 tháng thì tiền thuê nhà là 1.100. Đó hả? 1.200 một tháng, tiền thuê là 1.200 một tháng. Nếu ông thuê 6 tháng thì tiền thuê là 1.100. The rent is $102,000 per month. Per month. If you rent 6 months, if you rent 6 months, it would be the rent would be sẽ là would be hay là will be cũng được. The rent would be bao nhiêu? 1.100. $1,100 per month. Right, mỗi tháng. Per month. Negotiable. Negotiable. Ví dụ là cái mức giá này, this rent is negotiable. This rent is negotiable. 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 Rồi, bây giờ mình nói là một tháng per month it's per month the rent is $1,000 $1,000 but if you rent 12 months or like 1 year thì the rent là 900 the rent là 800 chẳng hạn is $800. Mình nói the rent is negotiable.
The rent is negotiable. If you rent one year, nếu ông thuê một năm, if you rent one year. If you rent one year, one the year. Rent is $800. The rent is $800. 800 đô. Price range. Price range. Can you tell me your price range? Can you tell me price range? Là cái mức giá dao động của ông là bao nhiêu? Ông thuê trong bao nhiêu? Ví dụ, my price range hoặc là I want to have from. Tôi muốn có khoảng từ. I want to have it from. I want to have it from $800 to $1,200, từ 800 tới 1,200 một tháng chẳng hạn. Và nói là I want to have it from, tôi muốn có nó. I want to have it from. I want to have it from $800 to $1,200. Rồi, họ nói tiếp câu bồi nữa là đây là cái mức giá của tôi. This is my range. This is my price range. This is my price range. Rồi, với mức giá này của ông, with your price range. With your price range. Rồi, ông có thể thuê ở đây, ở đây, ở đây. You can look. You can have a look at this, this, this. You can have a look at this, at that. Này cái kia. Asking price, opening offer. Asking price, opening offer. Cái giá khởi điểm đặt ra để bán cái gì đó là cái asking price, cái giá đầu, opening offer. But it is negotiable, nhưng nó còn thương lượng được. Car parking arrangement, sự sắp xếp đổ xe hơi, sắp xếp chỗ đậu xe. Arrangement. Rồi, người ta thường hay hỏi là is there a car parking arrangement? Is there, muốn hỏi có cái gì đó hay không, mình gọi là does it have, nó có cái gì đó hay không. Còn không đá động gì tới chữ it thì mình chỉ dùng is there. Ah, there. Is there a car parking arrangement? Is there a car parking arrangement? Make an offer. Make an offer. Nghĩa là I want to make an offer. The price is so high. I want to make an offer. I want it down. I want to make an offer. The price of the house is so high. I want it down. Nghĩa là make an offer. Yeah. Yeah. Mailing list. Danh sách. Tôi có thể đặt ông vào cái mailing list này không? Can I put you on mailing list? Để tôi gửi thông tin cho ông. To send information to you. Rồi, khi mà có dự án mới. When I have new projects. When I have new projects. Rồi, again. Can I put you in my mailing list to send you information when I have new projects? Can I put you on mailing list when I have information? About new projects. About new projects cũng được. Khỏi câu sau cũng được. Thêm cái cụm about new projects. About new projects. In the future, trong tương lai. In the future. In the future. Land là cho mượn. Land. Ví dụ mình nói là Vietcombank có thể cho ông mượn. Vietcombank can lend you money. Vietcombank can lend your money. Lend you. Cho lend ông mượn. You. Lend you. Lend you. Cho mượn, từ lend là cho mượn. Còn borrow là mượn. I borrow tiền. I borrow money from, từ đâu đó. I borrow from money from Vietcombank.
Còn Vietcombank cho mình mượn. Vietcombank lend me money. Vietcombank Rồi, mình lend không dùng nhiều cái lend là mình để biết vậy thôi. Còn khi mình hỏi là me do you want to apply for a mortgage? Bạn có muốn apply for cái mortgage? Mortgage đó là cái tiền thuê để mua nhà hay không? Chứ mình không dùng từ lend này. Lend này thì ông kia không có thể nói được. Còn mình thì mình nói là tóm lại là mình sẽ sử dụng những cái từ nào nó có sử dụng cái mức độ lịch sự cao. Có nghĩa là mình một ý nói ý chuyển gì đó, làm sao mà cái nói ý chuyển gì đó làm cho cái câu từ nó không còn sử dụng như là đúng như cái ý mà translating nó, cái phần dịch mà nó như tiếng Việt tiếng Anh, tiếng Việt tiếng Anh nữa, mà nó chuyển qua một cái khác, nó ná giống như vậy, làm cho lịch sự hơn. Như là ông có muốn nộp đơn, nộp hồ sơ để mà đóng tiền thuê nhà, mượn mượn tiền thuê nhà không, thì là mortgage. Do you want to apply for a mortgage? You want to apply for a mortgage? Rồi người ta thấy hỏi là ngân hàng nào có thể cho tôi mượn tiền chẳng hạn, which banks lends me can lend me money, Can lend me money? nearest offer Nearest offer. là cái mức giá gần nhất, budget. Budget. Rồi mình nói là cái budget của tôi không cao, my budget is not high. My budget is not Rồi chỉ từ ví dụ như là 2.000 cho đến 3.000 đô một tháng chẳng hạn. $2,000 to $3,000 per month. Budget là gì ta? Ngân sách. Ngân sách. Tài chính. My budget is bao nhiêu tới bao nhiêu? It's not high. It's just about $2,000 to $3,000. It's not high. Just $2,000 to Right. Với cái budget này của bạn thì bạn có thuê, bạn có thể thuê một cái luxury, một cái gì đó cao cấp gì đó. With your budget, you can. With your budget, you can Dành gì đây, rent rent the premium, things. hay là premier, hay là luxurious, cao cấp, xa xỉ, Serious. Premier. premier thượng đỉnh, premier accommodation. Premier accommodations. Are you free on Friday? Things are going really well in Washington, D.C. The city is very interesting. I really like my job, and I have some good friends. Speaking of friends, I see one now. Marsha, hi! Hi, Anna. What's going on? Not much. How about you? Busy as usual. Hey, do you want to see a movie with me? Sure. I never have time to see a movie. When? Are you busy this Thursday at 6 p.m.? Let's see. I'm busy. I am going to tap dance with my friends Thursday night. Tap dancing. That sounds fun. I'm still learning, but it is fun. Are you busy this Thursday? Are you busy this Thursday? Are you busy this Thursday? Ta 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 ta. Are, cái từ đầu tiên đọc lên dấu sắc này. Are you busy this Thursday? Cuối lên dấu hỏi này. Thursday, Are you Thursday. busy this Thursday? Có Are bận you chủ, busy? có bận thứ năm này không? Now you try it. Are you busy this Thursday? Are you busy this Thursday? Thursday, Thursday. Thursday. Yes. 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 I am going to tap dance Thursday.
I am going to tap dance, dance. I am going to tap dance. I am going to tap dance. Thursday night. Thursday night. Thursday night. Thursday night. Yes, I'm going now, to tap dance. Try it. Yes, I am going to tap dance. Thursday night. Are you busy on Friday night? 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 Are you busy Friday? On Friday night. Are you busy on Friday night? Are you busy on Friday night? Are you busy on Friday night? Yes. 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 Friday night. Friday night. Friday nights. Friday nights. Friday. Friday nights. Friday nights. Fry. Friday. Your way. Fry. Friday nights. Friday nights. Or when I visit my parents. When I visit my parents. When I visit my parents. Friday nights are when I visit my parents. Friday nights are when I visit my parents. What do you and your family do together? What do you and your family do together? We always eat dinner together. We always eat dinner together. We always eat dinner together. Eat chúng ta giữ lại. Eat, tại vì nếu bật ra thì làm cho câu chậm đi. We always eat dinner together. We always eat dinner together. And sometimes we play board games. We play board games. We play board games. We play board games. Playing board games is fun too. Playing board game is fun too. Playing board games is fun too. The word game Scrabble. The word game Scrabble. The word game Scrabble is my favorite. Is my favorite. I like Connect Four. I like Connect Four. I like Connect Four. Yes! I'm not busy on Monday night. I'm not busy on Monday night, are you? I'm not busy on Monday night, are you? Tôi không bận vào tối thứ hai. Còn bạn thì sao? Bạn bận không? Are you? Busy on Monday night, are you? I am busy on Monday night. Monday night. I am busy on Monday night. I'm going to jog in the park. I'm going to jog in the park. Nó thường ngữ điệu tiếng Anh kiểu vậy. I'm going to jog in the park. I'm going to jog in the park. I'm going to jog in the park. With my friend. With my friend. With my friend. I'm going to jog in the park with my friend. I'm going to jog in the park with my friend. The park with my friend. Do you jog? Oh, I always jog.
Well, sometimes I jog. Well, sometimes I jog. Well, sometimes I jog. Jog nghĩ đi. Okay, I never jog là đi bộ. Còn run là run là jog nghĩa là chạy bộ mà chạy nhẹ. Chạy như trong công viên nữa là jog. Còn run mà chạy như marathon nữa đó được gọi là run. Or jog. But I will try because it is good for you. But I will try. Because it is good for you. For you. I always feel great after I jog. After I jog. I always feel great after I jog. After I jog. Listen. Do you jog? Do you try it? Do you jog? I will try it. I will try it. How about on Wednesday night? Wednesday night, I am not busy. Oh, no, wait. This Wednesday night, I will be busy. What are you doing? I'm going to teach children how to play the ukulele. Now, children, play C. Oh. Your C. The world does need more ukulele players. Marcia, it looks like we'll never have time to see a movie. Wait a minute. Are you busy now? It's Saturday afternoon. This is always when I do my errands. Okay, but the new Star Wars movie's gonna start in 30 minutes. I'll do my errands on Sunday. Let's go. Most days of the week, people are really busy, but it's important to find time to be with your friends. Until next time. Chúng ta có cái cụm đó là until next time. Until next time có nghĩa là lần sau gặp á, chúng ta see you next time. Until next time. Until next time. Until next time. Rồi, tiếng Anh nó cái phần ngữ điệu đó nó lên xuống như vậy đó. Một từ nó sẽ làm cho thứ nhất là nó có đặc điểm là kéo dài ra. Kéo dài ra. Thứ hai là nó sẽ cắt đôi chính giữa, phần đầu nó lên, phần sau nó xuống. Ta hoặc là với lại là nó sẽ có cái ví dụ một câu nó có hai cái phần cụm thì cái cụm đầu nó sẽ là ta đà đà ta đà đà đà, nó nghĩa là nó sẽ theo cái phần pattern, một cái kiểu mẫu nào đó. Hai cái vế nó sẽ giống nhau, có thể giống nhau. Nó làm sao cho cái câu nó cảm thấy phát âm ra nó không bị khô. Nó phải nó hơi smooth một tí xíu. Thì nó mới ok.